Chào các bạn nha. Ông này ở nhà buồn quá, không đi làm, nhà cũng không còn gì ăn á. Thôi bây giờ mình đi ra sau hè mình có cái cây xài, mình hái xài ăn cho vui nha các bạn. Bên trái này nè Dũng ba ơi. Chết mẹ rồi. Nãy mình góc này trái này đẹp nè. Đó, cái trái mấy hông nè. Cái trái đầu này trái dưới á Dũng ba. Thấy không? Đây hả? Ở kia. Vậy là nữa. Đây hả? Đây hả? Không, trái dưới. Như trái thế nào mình đó. Ừ đúng đây rồi. Hả? Ở tên tí nữa. Thấy không? Dũng ba thấy mới lạ. Nó nằm ở trong cái khe lá. Chứ mấy trái dễ dễ đâu có gì để nói. Này cá anh Tư mà nhìn qua. Cá anh Tư hả? À không, sai rồi, cá bên đây. Chỉ lên nữa. Ở ngoài này hả? Ừ đúng rồi. Đây hả? Không, tuốt đến đây nè. Dùng ba bỏ cái cây xuống đi, con chỉ cho dùng ba cái. Đây hả? Ừ đúng rồi, chỉ lên. Đây hả? Chỉ lên nữa. Đâu? Dùng ba bỏ cái cây chỉ cho nè. Bên đây nè. Ở dưới. Hả? Ừ cái cuốn hả? Đúng rồi. Nó không có cuốn lá. Hả? Ở tên. Ờ đúng rồi. Thì Dương Ba hái không được là mai mốt nó rụng lại thôi. Không. Mày làm quá chết rồi, xong mày đi nghỉ đi thử. Cũng ngon. Nó mà gớt ra ngoài. Ê, ở trên kìa thử. Tôi thấy cái chùm ở trên bự thử. Hai chùm luôn thử. Từ mày đập lâu quá.
thấy được hai trái trong trong này nó mới ghê chứ. Rồi hái xài nãy giờ giờ mời các bạn ăn xài nha các bạn, mấy trái xài nè. Rồi chúng ta ăn nè. Không cha. Dạ. Gì? Bịt tiêu. Gì? Thử, lại ăn thử. Gì? Sao ngay trong chén hả? Ngay chỗ để phòng đêm rồi. Ý, ông mở cửa rồi ra bay. Chiều nay kia cũng để cửa cho cha. Không, chí. Không gọi luôn mà. Nó không cho đâu. Không gọi đâu. Trời ta ăn này rất ngọt hư vậy. Trời ơi. Đến đây ra, ăn ra ngay. Trời ơi, ổ sắc chia giữa kìa. Nghe ăn mà phải biết chứ. Cài cũng chết rồi. Vậy mà nó còn đòi bỏ tiêu vô ở đó nữa. Bỏ tiêu gì ta? Không cần nổi. Cao nhận tại ra. Để chưa hả? Để chưa cao. Hoặc là tôn tủ vậy á. Công nhận ngon thiệt luôn. Mày ăn cảm giác thấy thế nào? Cay. Trời ơi. Lấy đồ không được. Cay. Cay dữ ngon. Tao bỏ cái hai trái lớn rồi. Giờ bỏ thêm kêu mưa bỏng nữa hả? Không á. Đi nghe. Múc mới riêng ra nó bỏ chiêu đó. Bữa nay mình cố gắng mình ăn hết nhiều dĩa xài với nhiều xài đây nữa nha. Còn cái này mà ăn không hết thì xách về để đi qua bên đi. Ăn hết nhiêu đây nè. Miếng là trắng miếng ngọt á. Cô Ba, thấy con có đầu tư chưa cô Ba? Ăn không la cũng nói gì hết trơn rồi. Tai hiểu con nói vậy. Trời ơi, đúng rồi, tai hiểu luôn á. Trời ơi. Càng phun ra lửa. Ngân con ăn cái gì Ngân? Châu. Cái gì? Tiêu. Cái này kêu bằng cái gì? Con đâu biết. Ăn xài mà đường với bỏ với tiêu với ớt luôn á hả? Dạ con ba không mua. Mua cho Ninh chứ. Nó kêu dụ ba mình đi. Tập trung cho thận. Dài quá. Mẹ ăn cái miếng xài trắng đó thận nó ngọt không? Mẹ ăn miếng xài trắng á. Dài quá. Khi thế à. Hồi nãy giờ không có nào kêu thằng Phạm nữa rồi hả? Bữa nào kêu nó lại ăn. Còn đó giờ game mày không ăn nha.
tờ cay. Mình đừng có thấy cay đâu. Ai vẫn còn cay. Xài thật. Ngon á. Thật, sao không uống nước suối hả? Uống nước suối chua thật. Xài ngon mà. Thằng biết sao tao không chấm chung là em thật. Tại mà ăn tôi sợ mình nhiễu nước miếng vô trong á. Nó dơ lắm thật. Nói thiệt chứ bộ. Mà chỉ pha với thêm nước mắm. Con để nước mắm vô để nó sợ nó cho không được. Người ta dứt miếng đường với một tí nước mắm vậy là ăn mà để người ta mới gọi là ăn. Dạ. Còn là nước ăn còn nước thôi. Nó ăn nước mà nó còn cay cho con ăn cái kia sao ăn. Xuống đi ạ. Nếu như ăn xài, đừng cho quỷ này làm nữa. Cay không? Nó khác gì này. Ui, vô ăn xài nè. Vô không xài. Cái gì à? Vô đóng đủ không đạt luôn em. Chấm thêm đường á mà nó cay gì. Mày có nguyên hột ớt luôn á Thuận. Có hột ớt đúng không? Đừng có chấm hột ớt, mày né né hột ớt. Mày ngu quá à. Mày đếm đây có nhiều hột. Tao đâu phải tấm cám. Từ mày đếm với mày. Cái hồi đến này xếp về. Quá đã luôn ha. Nè em mang trái ớt kìa. Ăn hết dĩa đi rồi sắt mấy bên kia ra quất luôn. Ăn cho hết hồn luôn bữa. Dũng ba chơi kìa, Dũng ba nãy giờ Dũng ba bắt con với Thượng ngồi ăn, Dũng ba ngồi cầm mấy bên kia. Dũng ba có ăn sao bà ơi, sao không có. Đây nè, Dũng ba chơi. Chơi ăn ba thứ chín. Dũng ba chơi vậy ai chơi lại. Mày ăn cái vỏ ớt kìa, nó không có cay. Ăn cái hộp ớt nhưng mà cay. Thuận lấy sữa tươi uống. Đó nó cay thì sao mà nó chịu hết nổi, nó bật quạt luôn mấy ông ơi. Tính ra ăn cay vậy đâu có nhiều, mà tại con này nó gọi là nó sao ta, nó làm ớt cay. Chứ tôi thấy mấy cái kênh YouTube kia người ta làm ớt đỏ hết trơn, người ta ăn cũng thấy đâu có cay đâu. Người ta cay hay không là người ta ăn cái hộp. Đừng nãy nó ăn hết cái hộp ớt rồi nên nó mới cay. Nên món chỉ là nước mắm á, lưỡi hộp coi nha Thuận, nhớ nhắc tao lưỡi hộp nha. Không cho mày làm nữa không? Đừng lo. Chứ sao mà ăn xài là không có cho nó ăn, không có cho nó làm ớt phải không? Ăn hết giờ gọt thêm á các bạn ơi. Giờ gọt thêm vài trái nữa. Thôi mấy đứa ăn đi nha. Tao giờ tao đi làm. Tới giờ đi làm rồi. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại clip sau. Ăn xài.